Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, vừa qua, các bạn sinh viên Trường Đại học Thương mại đã mang đến một không khí ấm áp cho trẻ em mồ côi, người khuyết tật và người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội tỉnh Hưng Yên. Tại đây, trong 2 ngày, trên 100 bạn sinh viên tình nguyện Trường Đại học Thương mại với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ đã tham gia các hoạt động tình nguyện tại trung tâm như dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, thu gom rác thải nhổ cỏ, phụ giúp bếp ăn tập thể gói bánh chưng, tổ chức thăm hỏi động viên và giao lưu văn nghệ với những người khuyết tật, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động tình nguyện của các bạn sinh viên cùng lãnh đạo cán bộ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội tỉnh đã tạo được không khí vui tươi phấn khởi, thể hiện sự quan tâm chăm sóc về đời sống tinh thần đối với những người yếu thế, tạo nên tiếng cười xua tan cái lạnh cuối đông, làm ấm lòng những mảnh đời neo đơn, chịu cảnh thiệt thòi. Với một mong muốn là sẽ đem tới một cái Tết ấm no, đủ đầy cũng như là tràn đầy hạnh phúc tới các cụ và các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội Hưng Yên, thì bọn em cũng chỉ mang một cái tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và cái sức trẻ của mình để có góp phần nào cho các cụ và các em có một cái tinh thần phấn khởi hơn. Hiện tại, Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội tỉnh đang nuôi dưỡng 105 đối tượng, trong đó 5 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 45 người cao tuổi cô đơn, 55 người khuyết tật. Đây là những người có hoàn cảnh đặc biệt éo le.